thay đồ ngay đi mẹ, tiệm quần áo nè. Nè nè nè. À. Đi anh em ơi. Lộn má, nhìn gớm này kìa. A few moments later. Dạ, tông thiệt tông chưa để mà. Ui, hộ vệ mặt trời. Chất của tao, chất của anh là để mà chắc chắn là phải cao hơn ba thằng này hiểu không? Bên anh là quên quân đội rồi, anh là bên quân đội rồi. Bởi vậy thì mẹ anh mới được trang bị đi mẹ nhiều hơn chứ mày. Đấy, đấy đó anh em, xe lồn này bám được không vậy? Ấp được. Lên lên lên. Mẹ hết chỗ cho công an phường rồi. Hết chỗ rồi, đi mua xe mới đi em. Em bảo có cần em lấy cho con xe thùng không? Xe thùng á, ơi đi mẹ được nhờ, xe thùng chở 6 thằng được không? Đi 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 về đây, đi về đây. Đi về đây em lấy cho con xe thùng một tép về đây, về đây. Đâu đâu. Đi 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 đi. Chở 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 công an phường đi. Xuống đi mẹ, đi lôi đi lôi, đi lôi đi lôi. Tôi yêu cầu anh xuất trình giấy tờ giấy phép lái xe nha. Ôi, đi mẹ xe rồi, phải cắt luôn. Xe này đổi màu được không đi mẹ? Đổi màu được không vậy? Đó. Lên 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 lên. Ok, thank you, thank you á. Ủa, mấy thằng ngồi rồi, mấy thằng ngồi vậy? Ôi, ôi, mẹ ngầu quá. Ê, cái vô cho kia đứng. Đổi đổi áo đi, Hào. Minh em đổi đi, đổi áo đi Minh. Minh ơi. Đổi đổi. Đổi đổi. Được, được, hai đứa đứng được. Đứng được. Hay vậy. Tại vì phải ngồi full mới đứng được, vô con ngồi đi, ngồi full mới đứng được. Vô 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 trong ngồi đi mày. Mày công an phường vô trong ngồi đi. Để anh đi mẹ hậu vệ mặt trời anh đứng ngoài nha. Con này con này chống được cả đạn đằng trước ấy. Vô đây mở cửa anh không ơi. Đây mở đi. Cửa đây. Đây 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 đây. Đi mẹ mày xin cái đó nha. Anh tới hôm nay không đi cướp à? Đi bọn em còn phục thù chứ. Không em thì mẹ anh là cảnh sát mà. Trời mày có bán làm sao tô cái màu xanh thôi. Mở cửa anh cặt đấu lại. Bây giờ phải đợi. Đi tầng, đi tầng, đi tầng, mẹ. Đợi đi tầng, lồn nào mà vượt đèn đỏ là chết con mẹ đó. Người ta cảm giác đi mẹ, kiểu lồn là tao cũng chết trước người ta. Có đổi màu được. Đi bộ vô hả, đi bộ vô nói chuyện hả. Mua dao vô chặt cho nó. Thôi. Lồn mẹ, ê 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 đứng lại, đứng lại. Té, một đồng chí bị té. Đứng lại, đi mẹ, đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Lại mày nữa, mày. Lại là mày, lại là mày. Mày những cây đèn đỏ đó. Lạng lách trong đường phố là đéo nên. Phạt thằng Baby Doo đi chứ, nãy giờ nó vượt mấy cây đèn đỏ vậy. Bạn đây, bây giờ mày phạt nè, vô đèn đỏ là 1.000, bây giờ tụi tao có 5 thằng, mày chuyển qua thằng 1.000 đi. Đâu, bây giờ cho phải xem căn cước kia chứ. Là sao? Căn cước của mấy anh trả số đồ. Mày bộ đồ này chưa đủ chứng minh nè. Chứ ngồi ơi, giả nhiều mà anh. Nè đó, căn cước nè, đủ chưa? Đọc đi. Căn cước của anh nè. Đó, đọc đi, mày đọc đi. Mày thấy giờ thấy rõ chưa? Lấy căn cước coi cho nó sợ. Hôm nào á thì mà. Cái gì vậy, sao lại hép thế này? Không có tiền à? Không có thôi, không biết à? Kế. Nè, thấy không? Thấy tụi anh mỗi thằng có một cái căn cước không? Mày muốn căn cước thứ hai của anh không? Nè, đó. Cái thứ ba nè, đó. Mày muốn bao nhiêu cái căn cước? Tao lôi ra thôi. Mày còn chó gì nữa không? Mày còn muốn nói gì nữa không? Thôi bây giờ được. Đâu bây giờ ai là chủ? Để nhiều chủ gì vậy? Mẹ mày muốn ăn cậy không? Đây, để anh thì mà để anh đại diện tôi nói anh làm vậy, lắc xe bò lớp, đừng làm vậy. Để anh đại diện tôi nói anh mẹ là phạt hành chính mày rồi mốt đi xe cẩn thận nha em. Rồi 1.000 ở đây tụi anh có 5 đứa là mỗi đứa 1.000 là 5.000 nha. Lầu thế nhờ. Quay video nhá. Vậy đi mày ngồi mày bót đi. Lên xe anh em ơi. Lấy tiền lẹ lên xe. Xe lầu này chạy chậm quá. Rồi, cảm ơn em, cảm ơn đồng chí đã hợp tác với tụi tôi nha. Chúc đồng chí ngày mới vui vẻ nha. Thôi thêm 1k đi. Ok, cảm ơn thêm đồng chí. Thêm 1k đi, đâu đổi tiền xăng á. Lần sau đừng có vượt đèn đỏ với chạy quá tốc độ nha. Chỉ cần tụi mày lên nhớ một điều là tụi anh đông lắm.
Dạ phải đi đổ xe, mẹ lái chiếc này mới khỏe được. Ơi ơi, có gì đây nè, có gì đây. Cái gì đây đây? Alo, ơi, sao đây? Sao đây? Sao đây? Sao đây? Mày đang đứng trong vòng đỏ, bọn tao có quyền kiểm tra, ok không? Đúng rồi, đúng rồi anh ơi, đúng rồi này. Nhưng mà chỗ này mưa nó ngập nên em chạy ra câu cá tí anh ơi. Biết chỗ này không được anh em công an phường chào ơi, anh em công an phường chào cái. Đừng có cầm súng nữa nè. Ơi bây giờ nha, cái đối tượng này là cái đối tượng tình nghi được nhiều người report quá, cho nên là các đồng chí công an phường mình bàn giao lại cho các đồng chí xử lý nhá. Ok anh, ok. Rồi. Này cứ để em. Mày làm cái gì đây hả? Cảnh sát ơi, em đấm, em bị đấm anh cảnh sát ơi. Mày ồn không mày? Mày ồn mà mày. Cảnh sát được chưa? Mày im chưa? Mày biết ở đây tụi tao đông lắm không? Mày im chưa? Mày im chưa? Mày im chưa? Im chưa? Đúng rồi. Giờ rồi. Mày làm gì đây? Không, coi lồn này không, coi lồn. Nó kêu đường. Mày ra đây mày ăn cắp giặt đúng không? À, mày tính ra đây mày làm gì? Mày bán hàng cấm đúng không? Em không, em đừng câu cá đây mà. Vừa trời mưa xong nó ngập quá à. Mày câu cá không gì ở đây đi em. Khu này khu nhà nghèo. Mưa chỗ gầm cầu này ngập á. Em có làm gì đâu, mấy anh cảnh sát kia. Mày đứng im cho mẹ anh kia tác nghiệp coi. Ra đây đứng đây. Đứng nói chuyện để cho anh này tác nghiệp để còn đăng báo nữa. Mà em đừng lên báo vì lý do gì anh? Mày đừng lên báo. Mày lên báo pháp luật. Lên báo á, luật niên, nó tên niên, nó tên niên. Rồi rồi, anh thấy góc này đẹp rồi đó, anh thấy góc này đẹp rồi đó. Rồi nhá, giờ bây giờ là khu này khu cấm nhá, em đi vào đây. Không thể nào mà có lý do là em đi chơi hay đi gì đâu em ơi, làm như vậy mày cảnh sát nó không có. Em trong sạch mà, em trong sạch mà. Được, thôi bây giờ nói chung là lần đầu anh bỏ qua. Cho thưởng. Cho thưởng công dân. À, trời mưa ra câu cá là cho thưởng không chừng. Rồi thôi nhá, mày lần đầu tụi anh bỏ qua nhá. Chụp kỹ em ơi. Lần đầu tụi anh bỏ qua nhá, lần sau đừng có đi qua lại khu này nha em. Ok anh ơi. Yeah, xe của tụi em, xe chip. No. Xe công an phường anh ơi. Sao bọn mày đi mà. Sao bọn mày công an phường mà có xe đẹp lắm, xe xịn lắm, xe xe này là xe công an phường. Xe chống tụi em bạo động anh ơi. Tụi em chống bạo động mà. À hello anh chip. Hello anh chip, em xin tự giới thiệu em là hậu vệ mặt trời nhá. Ô anh chip mua súng rồi, anh chip mua súng rồi. Đây được. Chị bị lát súng hay sao ấy. Mày là đi phải đội trưởng đội công an phường à? Không, em là hậu vệ mặt trời. Anh phải gọi đúng tên em, anh phải gọi đúng tên em mới trả lời anh được. Linh Kinh Tê, hậu vệ mặt trời. Hậu vệ mặt trời. Hậu vệ phường à? Mặt trời. Hậu vệ mặt trời. Ờ, đúng rồi, mặt trời. Màu hồng nhìn quen nhỉ? Vô anh em ơi. Thôi. Lâu nè. Dạ. Cứu nghe nè. Em đi bán vàng anh ơi. Mày không có bán vàng nào mà đi xuống dưới thì mẹ mày tầng hầm bán á đấy. Em bán ở trên đây mà. Không có một cái bán vàng nào. Rồi, rồi. Bây giờ bạn hành chính. Cha dưới hành chính. Ui. Ai biết được, có nhiều thằng công súng vẫn đi cướp với mày. Tôi không biết nè, nhưng mà bây giờ tôi yêu cầu anh gặp đội trưởng. Ôi, ai bắt mày? Lớp anh em ơi. Anh em mình thì mình nhấn vàng mà nhảy vào chứ trong đông vậy thôi chứ vô hại lắm. Dạ. Mẹ ghê quá. Trong tụi tao đông vậy cho tao vô hại lắm. Alo. Tụi em chưa có súng anh Chiếp ơi, tụi em chưa thì mày chống trả được. Đáo công tụi đó. Tụi em chưa có súng, tụi em nếu chống trả được có thằng bắn súng anh ơi. Tháo còng ra chứ ơi, tháo còng thằng kia ra giùm cái. Em đi làm sao đây mà còng mà. Hồi nãy em trên đây báo cướp ngân hàng. Em đi bán vàng, mà ngay chỗ cướp ngân hàng. Là hồi nãy ở đây có chỗ nó báo cướp ngân hàng nè, xong em lên em chỉ thấy hai thằng này chạy ra thôi. Em thì giờ không có súng, em chưa làm gì được hết thôi. Giao lại cho anh Chip nha. Trong tụi em đông rồi chứ tụi em vô hại lắm. Nhưng mà thằng này nó cướp ngân hàng à? Không biết anh ơi. Thấy là lúc nãy là báo cướp á, xong tụi em lên thì thấy hai thằng này ở trong này, còn không biết nó có cướp hay không, tại hủy bỏ rồi.
ai à, đừng chạy sát tường đi mẹ, tông tao chết bây giờ. Tao đang lái đấy. Rồi, ui. Đi đi mẹ. Hello man. Là có đầy đủ bộ phận phải không? Điểm sửa xe mình có đủ đó, mình có sửa xe, mình có bác sĩ, mình có đầy đủ. Vâng, tụi mình là vô địch xe bên này à. Mẹ cho tao vô trong người đi, mẹ này nguy hiểm quá. Ra vô trong người đi. Đây đây đây, lòng Ken nằm ở chở luôn đi Ken. Đây 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 đây. Lòng Hào lên chở nằm chung với Ken đi em. Rồi 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 rồi. Rồi rồi rồi, vô xe đi, vô xe đi nào. Xe đi em. Rồi rồi, đi đi đi. Cái lùng quá. Mày chết hộ cái. Ê. Đây mát quá tất rồi. Mày lấy bộ đồ. Tao thấy bộ đồ tụi bay hơi bị ướt rồi đó. Lòng mở coi lên lòng. Rồi, phải thế. Thế mới là công an chứ. Quay ngang quá Ken, nằm quay ngang quá. Ngang ừ đó đó đó, ừ rồi đó, nằm ôm vĩnh cái cây vô đó thì mà đó đúng rồi đó, đó nằm ngang vô đó, có hai cái cây á vĩnh vô đéo bây giờ té luôn đó. Nhìn dơ vậy. Lát nữa mà thằng nào mà cướp ngân hàng á là xe tới rồi tụi bay. Bố mày ở đây, bố mày ở công an. Đây là tụi mình mua thằng con dao, tụi mình mua thằng con dao chặt tụi nó. Xíu nữa mà cướp ngân hàng á, xe dừng lại là mẹ nguyên đám nhảy xuống hết, tràn vô nha. Chết thằng nào bỏ thằng đó nha. Dạ, xài dao hay xài gậy. Xài dao, 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 dao. Xài dao đi chỗ giang hồ. Lại, lại, lại. Vũ, ai làm Ken với ai? Cái điệt mẹ mày, mày đừng có lắm. Đừng có bơi lội nữa. Đừng có bơi lội nữa, điệt mà. À đi hái cô cao, đi hái cô cao. Thì không đi hái cần đi, có gì em kêu là điệt mẹ đi phạt cải tạo. Đi phạt cải tạo mới nảy lì quá, cầm dao chém người. Ta hai băng này đi cướp. Lồn nào binh vô điệp mẹ mà cái chỗ cướp đây. Lương tâm nghề nghiệp tụi bay đâu rồi điệp mẹ. Tụi bay điệp mẹ. Lương tâm nghề nghiệp của tụi bay lồn ốc thôi dừng ở đây luôn rồi. Đi ăn, đi mua đồ ăn cái điệp mẹ. Chắc tao ăn chứ điệp mẹ. Không, bệnh nghề nghiệp nổi dậy. Ngân hàng này quen quá điệp mẹ, thu thuế mỗi tháng rồi điệp mẹ. Ào, đi mua mày bình tĩnh, tụi bay đi đập cửa kính đó à. Nhưng mà mày nhìn nó hay hơn. Còn kia nó cứ bay bay cái lục mẹ. Thích bơi lội không điệp mẹ. Mày đi mày. Bơi lội à. Mày đứng im, mày bấm Z thôi, đừng có di chuyển. Tao bấm im, đứng im. Hay là đừng có nhích nữa, nằm yên đi. Đừng, đừng. Mày té. Má nó cái tin được lòng này đam mê bơi lội á, chở nó ra thì mẹ biển đi ốc. Em bắt nó bơi thì mẹ một vòng mình nó về. Rồi mình xuống hái đi, xuống hái đi cho nó xong rồi. Xuống lao động công mít đi thì mẹ tụi bay. Bây giờ anh thấy tụi bay hơi vô dụng rồi đó, anh sẽ giúp tụi bay có giúp tụi bay có tác dụng trong trò chơi này. Hái đây, hái đây. Thằng này cầm có cái súng vô. Đồ ra đây hái nhanh lên. Nè, cần nè, lộn, lá thảo dược nè, hái đi. Chăm chỉ vô, chăm chỉ cải tạo đi mấy đứa. À, anh đang bắt tụi này nó cải tạo em. Tụi nó nãy giờ đéo làm được việc gì cho thì mẹ xã hội này hết á. Anh mới bắt tụi mới nó nè, làm việc. Hái đều tay vô mấy đứa. Anh thấy mất đâu một thằng rồi đó. Mẹ một thằng thì mẹ trốn đi tìm chỗ ngủ rồi đúng không? Thằng còn lại đâu rồi? Thằng còn lại thì mẹ đang khuất xa anh đâu rồi? Xuất hiện rồi. Tao mà tìm thấy là tao cho gậy vô đầu liền ấy. Rồi, đâu điểm danh coi. Điểm danh coi. Này nàng nào đây? Này nàng Hào nè. Này nàng con gái của ốc nè. Này nàng nào hả? Này công an phường nè. Này nàng nào đây?
Này thằng Ken à. À thằng lồn fly đẹp mẹ mày đi kiếm chỗ ngủ hả? Đó. Đây đẹp mẹ mày đừng có thấy tao tới xong rồi giả bộ thì mẹ mày đi hái nha. Tao phạt mày mày. Đánh cảnh cáo nha mày. Đánh cảnh cáo nha mày. Đi không ai. Đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia để tao còn thì mẹ mày kiểm soát. Nhanh lên. Anh này nữa, anh mà đang hái này, anh nào đây, anh công an phường đi ra ngoài kia cho tôi dễ kiểm soát. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi qua đây hái. Đây, 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 xe đây, xe đây. Mà xe bên đây. Xe bên đây nè. Không gì hả, đi vòng nha. Lên, 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 lên. Đây, 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 rồi, đúng rồi, đây, 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 đây. Cướp ngân hàng 9 giờ, cướp ngân hàng 9 giờ. Cướp ngân hàng 9 giờ, ai đang lái vậy, đi mà. Đồng chí ghen tê thì mẹ làm cái xác bóng con tay tao vỏ cái đầu bây giờ. Giờ về tháo bóng tay ngay nha. Nếu ghen nó chàng á thì mẹ. Tụi xe ngồi hết đi cái điệp mẹ tụi mày. Tụi xe ngồi đi điệp mẹ. Rồi đi 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 được rồi. Bể hết cửa kính của anh rồi mấy đứa. Mặc gì bây giờ? Thôi, đi mà. Mặc tiếp bi nhìn thì mẹ nhăn nhó vậy đi mà. Đi đổ xăng cái, đổ xăng cái, đổ xăng sửa xe cái. Đổ xăng rồi sao giờ hết xăng nữa rồi. Mày có nào ngồi lên á. Đây 120 xăng mà. Đồ ốc thấy có 17 vậy. Rồi, rồi, để đồ ốc xuống đi để em lên ngồi nha. Rồi, rồi. Để em lên ngồi nữa anh. À đây 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 đi chiếc xe này thì mẹ thấy xe để lấy rồi. Thấy xe đã lấy xe để lấy rồi. Ôi cái điệp mẹ đéo phải đéo phải chiếc này đéo có ấy. Xe này mẹ sao mấy xe này đéo có ấy vậy? Đó 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 để đổi thôi. Đừng đổ đừng đổ đừng đổ để đổ thôi. Ok ok ok. Em mới đi rửa mặt. Từ 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 xe này được không? Xe này đéo được. Đéo có cái xe ấy nhờ. Ê ê ê ê ê ê ê chặn đường chặn đường chặn đường xe này xe này xe này xe này. Woohoo. Ây da ây da ây da. Ôi cái gì vậy? Rồi 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 được rồi anh lấy. Yêu cầu chứ. Anh lấy thân mình lấp lỗ trong mai rồi. Bắn ra bắn ra. Đi mà. Có cách nào bắn không? Xe tới xe tới. Ô cái điệt mày. Trời ơi. Cô ơi. Rồi 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 cứu 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 cứu. Che che chặn đường mà chặn đường này em ơi. À còn chiếc xe trên à. Lên 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 lên. Hồi nãy rồi mẹ tao chí tao leo lên xe tao chí bắt được này. Lâu mẹ lấy có chiếc xe thôi chết thì mẹ mày bao nhiêu người. Sợ thế. Ừ. Cá đi để con cá đi. Đây 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 đây. Chúng ta chuẩn bị là chuẩn bị lát nữa tới là thì mẹ anh em mình ào vô nha. Dừng nó ngay cây xăng nó xong đi bộ vô. Dừng cây xăng nó đi bộ. Đá hội tụi mình thì mẹ chạy thẳng vô nha, đừng có thằng nào ở ngoài nhá. Chạy thẳng vô á. Chém luôn. Kìa, cứu được mà bác sĩ cứu được. Thẳng luôn, tông thẳng cây xăng vậy vô. Xe cảnh sát. Hỗ trợ, hỗ trợ đây. Các anh đã bị bao vây, các anh đã bị bao vây, các anh đã bị bao vây. Hỗ trợ đây, hỗ trợ đây, đây ơi. Vô. 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 Cướp đâu, cướp đâu, cướp đâu. Mày ăn cướp hả? Mày ăn cướp hả? Mày ăn cướp hả? Ăn cướp hả? Lê à, mấy anh ơi, lê. Lê 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 lê. Clear rồi, clear rồi các anh. Clear rồi, vào đi, vào đi. Ôi, vào đi, vào đi. Lê 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 lê. Tụi em là vì nước vì dân anh ơi. Em bác sĩ, em bác sĩ, em bác sĩ. Cứu ai vậy? Cứu ai, cứu ai? Trời ơi, mới quên tao vào chấm. Mẹ tụi em là vì nước vì dân thì mẹ vì nước quên thân vì dân thì mẹ vào chém nha. Nói server này mẹ, tụi em mà làm công an là đéo có tuần lồn nào cướp được đâu anh. Ông sói chuẩn bị cầm tay cầm bồ lên nè ông sói ơi. Rồi ok ok. Ha ha ha.
mấy thằng công an chuyên nghiệp. Mấy thằng công an. Rồi em cứu người rồi ai trả tiền em ông sói. Đề nghị anh đi với chip không chửi thề nha anh. Cho mình quay phim đem mình lại tao mới được lên báo để biết. Em lưu lại chiến công cái. À lưu lại chiến công anh em. Trông như bằng khen đó. Anh nóc và lấy sẵn bằng khen ra giùm em cái. Đợi đợi tí để tao áp giải đối tượng ra chụp ảnh chung. Em công an bên quân đội anh ơi. Anh ơi, quang quan ơi. Em bên quân đội anh ơi. Quan cái gì? Anh ơi, quang quan ơi. Quan đéo gì địt mẹ mà. Không có, em đi mua sữa bò cho mẹ em vô tình đi qua chỗ này thì gặp nó cướp em vào ăn tiếp thôi. Tao nhìn giống con bò không mà mày sang tao như vậy địt mẹ mày. Chứ không phải em chủ mưu á. Anh ơi, thật đấy. À đây được rồi. Rồi các đồng chí sẽ vào chụp ảnh với cả đối tượng nhá. Mỗi người okay, chụp một cái đấy nhá. Nhanh nhanh xong làm tập 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 thể đi. Đừng có giành. Rồi từ từ từng người. Trời anh ơi quan quá anh ơi. Ủa? Rồi chào em, chào em. Tới em, tới em, tới hậu vệ mặt trời, tới hậu vệ mặt trời. Cho hậu vệ mặt trời chụp cái. Rồi rồi ok là sao chưa, sao chưa? Đợi đợi người, đợi người. Chụp cho em. Chụp cho em Titanic à? Chụp chưa anh ơi? Đẹp chưa anh? Đẹp chưa anh? À, cảm ơn mọi người nhá. Cảm ơn mọi người nhá. À, cảm ơn các đồng chí công an phường hỗ trợ nhá. Áp lại vâng, cảm ơn. Rất vui được hợp tác với anh Sói nhá. Vậy đây đây mấy đứa ơi. Anh ơi, vậy đây đây. Uầy, anh ơi. Thực sự luôn. Ê. Anh ơi, em cần... Đây, đây chờ. Bây giờ muộn mẹ rồi. Cái địt mẹ mà mấy công an phường này. Tao có thằng nằm trên nóc xe đấy này. Phá hoại địt. Cho em lên xe. Được chào nó. Xe đi tuần là anh em. Đi dẹp mấy cái bảng hiệu cái. Em đến đây chỉ để khoe. Em đến đây chỉ để khoe. Anh em công an phường ơi. Sao sao anh ơi? Sao anh ơi? Em công an phường ơi. Lần sau làm thời hạn là truy nã Quang Ngọc Trinh nhá. Ok anh. Lần sau làm việc nhớ chào hỏi cái nha anh, cho nó đúng lễ nha anh. Đây nhá, chào đồng chí nhá. Ok ok. Chào đồng chí Sói nha. Không thể mặt trời à? Đúng rồi, mặt trời. Tôi đề nghị là mấy đồng chí nãy giờ là chưa làm được việc gì mà có ích cho xã hội ấy. Các đồng chí có muốn tôi dắt mấy đồng chí đi cải tạo không? Đi cải tạo nhá. Bây giờ đi cải tạo nhá. Mấy đồng chí không làm được việc có ích cho xã hội này hết. Bây giờ đi lên chỗ tôi chấm nè, đi lên lấy cải tạo đi. Trồng rau hái thuốc thì mà suy ngẫm lại cuộc đời nhá. À biết rồi nha, mấy đồng chí con. À em dắt mấy này đi cải tạo, mấy thằng này đi, nó không làm gì được hết đây nè. Đi cải tạo. Đi cải tạo anh ơi. Chấm được lồn đâu đứng. Ôi, địt mẹ ơi, sao, võ công cao, anh là hậu vệ mặt trời mà địt mẹ. Anh là hậu vệ mặt trời, anh có võ công địt mẹ. Công an nhiều hả? Mấy công an phường không cầm súng em, công an phường đâu ai cầm súng đâu. Rồi đổ xăng mấy đứa ơi. Lấy mỗi đứa lấy bình xăng nè. Xuống xe đi. Xe đi. Mấy đứa trên nóc xe không sao? Cái địt mày. Có khủng bố. Ủa cái gì vậy? Khủng bố. Alo. Alo, máu mẹ, cái địt mẹ. Cái lùm mê đó. Mẹ mày thấy không, tao đã đoán trước được tương lai, tao nhảy ra xe trước rồi mà vẫn đéo sống được. Tao nhảy ra coi xăng rồi mà đéo sống được đấy mẹ đó. À, bác sĩ ơi, cứu bác sĩ ơi. Ủa sao chết nhiều vậy? Có khủng bố bác sĩ ơi. Nè mấy thằng cái này mấy thằng khủng bố này giống nào ra vô đây gì sát được. Cứu được một người nữa kìa, cứu được ốc đây kìa. Cứu đâu rồi, cứu rồi. Đây một sáng nè. Rồi rồi. Đây còn một sáng nữa bác sĩ ơi. Ôi gì mà bác sĩ này tay nghề mát thế. Em đang ơi Sài Gòn đang mưa, giờ này em làm ăn không có được tốt mấy. Thôi anh đang khen em chứ anh không có anh đang khen em chứ anh không có kêu em kể về câu chuyện cuộc đời em ơi. Dạ, tại vì em có nghề tay trái là đi khách đó, có gì đi khách ủng hộ em chứ nha. Đi
con em ơi, đúng rồi, cảm ơn nha. Nhưng mà mất xe rồi, bây giờ phải về lấy xe lại. Có gì cần đi thì ủng hộ cho em nha, xuất tàu nhanh 500 thôi. Rồi em ơi, đi ở đây luôn em ơi. Em ơi, làm tại đây luôn em ơi. Làm tại đây luôn, làm tại đây luôn, cân 6 được không em? Chị bỏ em xuống đây để em. Cân 6 được không em? Dạ. Có tập trung về lấy xe không đây? Cân 6 được. Giờ lên xe đấy. Lùm mẹ. Cân 6 đây được. Rồi xe hả? Đi ơi, đi ơi, em đang chào hàng nè, em đang chào hàng nè. Bắt đây, con nhỏ này mại dâm, bắt nó tới đây, bắt nó. Mại dâm, bắt nó sếp ơi, nó mại dâm kìa. Bắt nó, nó mại dâm nè, mại dâm công khai nè, bắt nó. Công lại. Năm phút. Em đâu có mại dâm đâu. Rồi ơi, đây anh em công an phường về lấy xe mới đi. Tụi con bố dạo này không hoài ra gì hết. Bây giờ sao ao ra được. Ở đây giải quyết được rồi anh Chip ơi, cảm ơn đồng chí Chip nha. Không là mà. Đứng xếp hàng. Đứng nhìn ra đây nè, nhìn qua đây nè, nhìn ngang nè, nhìn nhau nè. Baby lùi lại cho anh đứng nè baby. À, chạy xe ra đi cảnh sát trưởng ơi. Rồi. À, cảm ơn cảnh sát trưởng nha. Trời ơi. Ôi mẹ. Ôi, gì đấy? Rớt rồi. Lên xe ngồi đi, đi về. Rồi, đi nè. Ủa, thằng kia mày chui xuống dưới luôn rồi kìa. Rồi, vô anh em mình nói nhiều lên nha, thì phải làm loạn luôn nha. Rồi, đuổi bác sĩ. Bác sĩ như đi vô trọng hết rồi. Đâu đây phải đi ra ngoài đi. Mấy thằng tội ở trong nhá, mấy thằng tội phạm trong nhá. Rồi. Đồng chí cảnh sát kia có ra ngoài không hay ngồi trong đây luôn? Rồi đi anh mở cửa cho ra nè. Ra đi anh mở cửa cho ra nè mấy đứa ơi. Mở cửa. Đứng dậy em ơi. Rồi ra đi. Ra đi. Mày vào trong đây mày buông dâm mà mày đứng lên chưa? Em đứng không được. Ôi à, bây giờ luật sư với cả nghi phạm trao đổi nhá. Mọi người sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. À chứ là hắn. Chụp hình nữa cái lồn má. Lướt vỗ tay thì mẹ nghiêm nghị xíu đã. Lên nè. Lên ra mình hoan hô cảnh sát trưởng nha. Sao tôi dẫn lên trên đi, nhanh lên. Giơ tay lên. Anh bảo rồi, làm cái gì nó lành mạnh thôi, kiếm tiền cho nó sạch sẽ vào. Đi làm mấy cái thứ cỏ kiếc, vitamin vớ vào vớ vẩn. Đi con quay về cái chuồng chứ mình hiểu, chứ mình hiểu người nổi tiếng anh ơi. Hoan hô cảnh sát trưởng ơi. Chủ này hơi lớn luôn. Việc em xui rồi nha. Cảm ơn các đồng chí công an phường đã hỗ trợ nhá. Hiện tại thì đây có 50.000 tiền thưởng. Không biết là đưa đồng chí nào bây giờ nhỉ? Tụi mình đi ăn đi anh ơi. Tụi mình đi ăn đi anh ơi. Tiền tụi em thì làm vì nước mà, tiền bạc gì anh ơi. Thế thôi mọi người xuống dưới nhà lao đi, xong rồi khóa cửa vào đi để tôi đi mua đồ ăn, xong tí tôi chuyển dưới mọi người nhá. Cảm ơn các đồng chí công an phường. Nghe nó hơi đi. Đây. À, đi làm việc anh em ơi. Tụi em đi mua mồi nhá. 5 phút sau quay lại đây gặp nhau nhá. Cảm ơn các đồng chí nhá. Nhanh lên không nguội mất. Nhanh. Đi thôi anh em ơi. Đi theo hướng tôi chỉ nhá.
nên chúng mình phải tổ chức vừa đi vừa hát thì mình nam anh em chơi chiếc xe tăng quá. Tao kết đây. Đó anh em mình chị nghe qua hát năm mẹ năm anh em trên chiếc xe tăng nha. Lâu lâu thuộc bài không vậy? Cảnh sát chết rồi kìa. Mấy tờ Harry kìa. Đợi đi ngang qua bên kia hát coi. Bên trái. Trời ơi, lỗi lắm à. Đâu ta? Năm anh em trên một chiếc xe tăng. Xe tăng. Như bao bông hoa. Ủa đất ai à? À đây hát vô đây. Rồi, thế rồi. Tụi bay đang đâu? Tụi bay đang chỗ mua xe đúng không? Chạy qua. Rồi, đi chiếc này mẹ, biết đi chiếc này nè, chiếc này nhìn thì mẹ ngu hơn. Rồi, chiếc này nhìn ngu phải không? Không, chiếc này là chiếc bay xì á là không? Chiếc này bay xì đéo phải. Kèn đổi xe đi. Rồi, anh đi đầu nha, anh có kèn anh đi đầu nha. Chạy đường thẳng á, chạy đường thẳng á. Không, tụi bay để lốc 40 đi, lốc 40. Lốc đi. Mình chạy 30 40 chục thôi. Chục đi, lốc 40 đi. Thôi vậy tụi ơi. Ừ, tụi bay xếp hàng ngang đi. Xếp hàng đi, xếp hàng vô, xếp hàng vô. Xếp Tippy đâu rồi? Rồi Tippy đang mua, Tippy đang mua. Các bạn nghe nha, anh đi đầu thôi, tự tiếp đi đâu rồi. Tiếp nghe chứ. Nè, tao chạy là tụi bay chạy nha. Tự. Này Điệp Mai, đừng để nói nhiều nha Điệp Mai. Tắt đàn, tắt đàn. Đây 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 đây. Đi đéo đồng bộ gì vậy? Lật chắc quay chi, vô quay chi, phải, quay chi, phải, quay chi, phải, phải mà. Quay chi, bắt nghe. Đem có nút xì nha anh. Đèn đỏ, đèn xanh, đèn đỏ. Từ từ, lưu lại. Lưu lại, anh chạy rồi tụi bay mới chạy nha. À, tao chạy rồi tụi bay hãy chạy. Cái lửa má đèn lâu vậy. Xe điên, xe điên. Anh chuyển xuống. Rồi nó cứ bóp kèn hoài. Rồi đèn vàng à, mới đèn vàng, đèn đỏ nữa rồi, đèn đỏ nữa rồi. Rồi, má đèn đỏ. Đèn bị hư rồi, đèn bị hư rồi đi. Đèn đỏ nữa rồi, từ rồi. Tạm thời bỏ đi mà, bỏ luật giao thông qua bên đi đổ xe nha anh em. Đi thẳng đi, đừng có lạng, thằng kia. Đi thẳng đi. Rồi đi xe đi nha, em vô mua chiếc đó luôn. Né ra nha, né ra nha, né con này ra nha. Đi mua chó đi mấy ơi, đi mua chó tụi bay ơi. Anh đi giữ hành à. Đi mua chó nha. Đi mua chó nha. Rồi chuyện đạt lời cho mấy thằng đằng sau đi, đi mà. Đi mua chó nha. Trời chấm vô mua chó đã. Sau lưng, chuẩn mua chó sau lưng, Chưa có chó rồi. Chưa có. Đây, có cái. Ôi, đi con mày. Ủa, cái gì vậy? Mày đau á. Đây. Đi mẹ cứu ngân hàng nghe đi mẹ. À, quay lại báo công an. Ủa gì vậy? Cái gì vậy? Đi theo. Cứu ngân hàng anh ơi. Cứu ngân hàng anh ơi. Đi anh ơi. Chào đồng chí nha, Không, đi cứu ngân hàng anh ơi, Mẹ nó bắn chip kìa. 12 giờ anh em ơi. Để đi, mày con heo của tao nó kêu bãi lồn rồi nè. Ủa
Còn má con heo của em nó kêu hoài ốc. Đây 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 đây. Beat is a fun competition situation. On my way. Còn lô nó có tiếng Anh thì tao chịu. Còn má xe này chừng nào tới 12 giờ được ta? Xe chạy trăm nè, xe tao chạy lên trăm mà. Còn mẹ đi lộn đường. Đường tắt vậy. Đi đường tắt đi tụi bay. Xe này nó mẹ hỗ trợ đi đường tắt mà. Xe máy thì cứ mẹ đường tắt mà phang thôi. Anh Nghi chạy tới xong mẹ nó dụ. Rồi mẹ sắp hết xăng rồi. Mới đổ đầy răng thì mẹ sắp hết rồi. À, hết rồi, hết rồi, hết con mày rồi. Con mày chết hết rồi, con mày chết hết rồi, con mày Phường tới rồi. Mấy cái lồn gì mà đi mẹ, mấy cái lồn gì tới kịp. Mày điên này á. Rồi. À, trời ơi. Chưa tới còn đéo biết nha. Má nhiều súng quá làm sao giờ. Kêu đi mua súng đi thịt mò. Mày đi rút tiền nữa. Rồi, 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 để tao đi, tao đứng đây rồi. À, đứng ra đi mẹ, đi trát này đi ốc. Rồi, đang đứng đâu vậy? Anh tông tụi nó được không? Không ai. Bắn đây, bắn đây, bắn đây, bắn đây. Cứ thấy bắn đây anh cover. Làm gì vậy? Dạ, đi mẹ mày lồng bé. Chưa lấy xe lồng nó bắn tao luôn rồi. Đã cứu đi Ken, đã cứu cảnh sát đi. Cứu cảnh sát, cứu cảnh sát, cứu anh Độ. Cảnh sát đi. Alo anh Độ đâu khỏi xe kìa. Đây lôi nha. Also rifle. Này, người nào người lồng Ken hay nào? Ôi, cảm ơn các đồng chí công an phường nhá. Và đây được ở dưới tầng bọn quang đấy. Rồi, cứu đóng cứu công an với cả bác sĩ trước. Một tí nữa không go hết bọn này vào cho nó xếp hết ở bờ tường này, cống hết vào cho nó ngồi đấy hết đi. Trọng hết đi, trọng hết đi anh. Còn ai không anh ơi? Còn đồng chí nào? Còn cần cứu sống vậy không anh ơi? Còn ai cần cứu? Còn ai cần cứu không? Địt bại mà đéo có cái công an phường chắc còn lại bọn em chết. Không anh ơi, việc tụi em phải làm anh ơi, không sao anh ơi. Địt bại mày đông vãi lồn đi bại. Đó, nãy em thấy 7-8 hàng lên, em dưới cũng 7-8 hàng á. Ồ, đông lắm. Alo, sếp ơi. Để anh mòn rồi, tụi em. Dưới đây, nãy nó được móc lớp lắm. Nè sao cũng nó. Có mười mấy thằng công an phường thôi, có gì đâu mà đông. Trời ơi. Căng nè, căng nè. Cứu tôi với canh qua lại canh á. Cái gì vậy? Tít mập. Cứu kìa, xuống dưới này canh nè, tít chết rồi. Đâu, 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 đâu rồi mấy rồi. Ê, chị nó mà, nó mà chú lẹp nó liền á. Cứ cứu dùm tít đi. Nhưng mà em phải cứu cảnh sát, em cứu có người, người. Em cứu tội phạm là em thành đồng phạm rồi, em hiểu không? Rồi xong. Nhưng mà sẽ bị bạo dâm giùm đó. Anh lấy tích lôi xe bé ra giùm tích. Xe bé sẽ bị còn đây anh sói ơi, còn đây cảnh sát sói ơi, còn cảnh sát sói ơi. Đâu ở đâu rồi? Đây. Thằng này nè, ôi thôi. Điệp bạn thằng này giờ nói sự gieo á, bắn nhiệt tình lắm. Đây bắn sửa tay không em? Không, em tới sau mà. Đau quá đi về, đau quá em ơi. Thì đúng làng, đúng len, đèn đỏ các kiểu ơi, tụi bay. Công an kiểu gì đấy? Thì đúng làng, đúng len cái. Anh đeo đội nón kìa, anh nói tụi em. À, đợi, đợi, mẹ kìa. Đội nón lên nghèo, nặng quá mấy anh ơi. Tụi bay xe đây chừng nào về thành phố bắt mấy anh kia nữa giờ. Ngay trong rửa tiền luôn á. Còn ai không anh ơi?
Thịt có mẹ thôi. Thịt có lợn mãi luôn. Dạ đây, còn ai không anh ơi? À... Chim ơi! Cứu dạ. Anh hai thằng này. Đây, đây, đây. Mẹ... Cứu tên thằng này, cứu tên thằng này, cứu tên thằng này. Mẹ, vậy là tụi em lại tới muộn nữa à. Có mẹ, để anh Lục... Tránh, để anh Lục soát thằng này cả. Đi mua heo đi xem mẹ. Đi mua đồ ăn ở đâu? Mua đồ ăn ở đâu? Đi mua đồ ăn cho bé tới. Đi mua đồ ăn cho bé ở đâu ạ? Ở shop nào vậy? Ui dạ, ui dạ. Ui, đi mẹ mày, thằng chung dưới này nè. Thằng nào đây? Mẹ mày. Ờ, nó chạy kìa. Ui. Con em ơi. Em ơi. Ôi yếu địt mẹ. Sao mày bắt con lợn tao á? Sao con lợn nó đúng được chứ? Con lợn nó bị heo của anh. Heo anh đội. Em đội thì mày đứng lên kìa mà. Đi tắm cho con heo đi. Xin đội. Đơn heo anh dơ thế, nhìn heo của em nè. Ơ sao con heo mày sạch chứ con heo tao bẩn vậy? Ừ, anh dẫn nó đi, đi thú y đi anh. Đi xì ba xì bụng đi anh. Con heo anh dơ thế. Ôi nó chạy kìa, nó chạy kìa. Đâu đây? Ngoan con ơi. Đừng chạy nhá, đây toàn người quen á. Sao có được chạy nhá. Nào, xe me đừng chạy nhá, xe me ngoan nào. Nào, đừng bắn xe me của tao. Ê, cho anh cùng với cái xe này có chở được. À, xe này có ngồi sau được. Được anh. Đó, xe em đang chở. Thằng béo là con chỗ cho pet vậy rồi. Đây rồi. Xe em đang chở. Đi đi tuần vào vòng nào. Đây. Trong thành phố anh em ở 50 nha, làm gương cho mọi người. À, đi theo tôi các anh ơi, đồng chí ơi. Đi nào. Đèn đỏ em ơi. Phải. Đèn đỏ nhá. Đèn đỏ nhá. Mệt vãi luôn. Nào thằng kia. Nào. Không mang nhau không mà. Uầy con chó này bùi to thế. Ôi nè, con chó trước mặt nó vẫy đuôi này. Chim to ở đây. Đèn xanh anh em ơi. Đi đây. Mẹ hình như tụi mình mới vượt đèn đỏ. Lần này tôi bỏ qua nhá. Đèn đỏ anh em ơi. Đây có người đi bộ qua đường đó kìa. Có người đi bộ qua đường. Dừng lại. Chết đi mày. Lồn thực sự. Lồn đi lại em chào ốc. Hay là đi bộ qua đường này. Vết của em. À đi. Ô không gọi nó lên xe à? À lên rồi. Đây này. Kêu đi.